Chiều 14 tháng 6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925-21 tháng 6 2024. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì gặp mặt. Tham dự chương trình có lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, lãnh đạo đại biểu các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo cơ quan quản lý báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí và các phóng viên đã chia sẻ những ý kiến tâm huyết nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền các sự kiện, hoạt động quân sự quốc phòng, tuyên truyền về quân đội trong thời gian tới. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết. Báo chí trung ương và địa phương, báo chí quân đội đã tập trung tuyên truyền đậm nét đúng định hướng các hội nghị quân ủy trung ương, bộ phận, kết quả xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, kết quả nửa nhiệm kỳ toàn quân thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược, thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, các hoạt động sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận, du xuân đón Tết của bộ đội kịp thời trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2024, tuyên truyền kịp thời chặt chẽ những công tác tuyển quân ra quân huấn luyện, hội thao, hội thi diễn tập không để sai sót. Đặc biệt gần đây báo chí tuyên truyền rất đậm nét, đạt hiệu ứng truyền thông rất cao về các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đã làm nổi bật cái trò những tấm gương của quân đội cũng như những tình cảm sâu đậm của nhân dân dành cho bộ đội, dành cho bộ đội cụ. Do có sự chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, công tác tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tuyên truyền về Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục được đẩy mạnh, đậm nét, tạo được những dấu ấn mới. Trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phối hợp tạo điều kiện cho hơn 3.000 lượt phóng viên trong nước, gần 200 lượt phóng viên báo chí nước ngoài tham dự tuyên truyền các sự kiện, hoạt động quân sự quốc phòng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã tổ chức cho hơn 100 phóng viên tham gia các đoàn đi thăm Trường Sa, Nha Gian DK1 để tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng kế hoạch giới thiệu hơn 150 phóng viên đến 75 đầu mối cơ quan, đơn vị quân đội, viết bài tuyên truyền về quân đội, tiếp nhận, tạo điều kiện cho hơn 320 phóng viên đến đưa tin, tuyên truyền các hoạt động luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt các lực lượng quân đội tham gia diễu binh, diễu hành, phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan báo chí và tinh thần nỗ lực của đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định các tác phẩm báo chí đã góp phần làm nổi bật hơn hình ảnh, truyền thống, bản chất tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của Bộ đội Cụ Hồ, nhất là trong việc chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng luôn ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng sự quan tâm phối hợp giúp đỡ của các ban bộ ngành trung ương, các cơ quan báo chí đối với sự nghiệp xây dựng quân đội nói chung và đối với công tác báo chí quân đội nói riêng. Tôi cũng ghi nhận và biểu dương các cơ quan báo chí quân đội đã luôn hoàn thành tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của báo chí quân đội và đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Gần đây nhất là các cơ quan báo chí đã bám sát thực tiễn, đăng phát gần 2.000 tin bài phản ánh một cách kịp thời, đậm nét đến các cuộc khó khăn của cán bộ chiến sĩ, trong đó có cả quân đội, cả công an và các lực lượng khác tham gia diễu binh nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng rất mong các ban bộ ngành trung ương, trực tiếp là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, các cơ quan đơn vị để đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của báo chí về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn các cơ quan báo chí và các phóng viên chuyên trách lĩnh vực quân sự quốc phòng tiếp tục đồng hành cùng quân đội và người lính trên mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là trong dịp hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân.